xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Hiện nay shop xe đạp thể thao vip.com đã bán rất là nhiều sản phẩm xe đạp cho các khách hàng người ngoại quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam. Như bạn theo dõi kênh của xe đạp thể thao vip.com thì bạn cũng biết, nhưng hôm nay shop có một khách hàng rất là đặc biệt, đó là anh Phương, hiện đang sống và làm việc tại Lào. Vâng, anh Phương thì rất yêu thích thương hiệu Sava, một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Anh cũng chia sẻ anh tìm hiểu chiếc xe đạp Sava ở rất là nhiều trên mạng internet, từ nguồn gốc của xe đạp Sava từ châu Âu cũng như là nước bạn Thái Lan cũng đang được rất yêu thích thương hiệu xe đạp này. Và anh cũng chia sẻ anh rất là thích chiếc xe đạp Savaro Power 680.2 ở Thái Lan thì được gọi với tên là Dicado bạn nhé. Đó, anh cũng gửi cho shop. Và sau khi anh làm việc với shop thì anh quyết định đặt chiếc xe đạp Sava 680 bánh 27.5 và nhờ một người bạn ở Hà Nội xách về bên Lào cho anh, tại vì bên Lào thì chưa có bán thương hiệu xe đạp Sava này bạn nhé. Và tới đây shop cũng sẽ giới thiệu video các anh chàng đẹp trai người ngoại quốc, những anh chàng của người Italia cũng đập thùng chiếc xe đạp Savaro 680.2 này bạn nhé. Vâng, bạn đừng quên đăng ký kênh để xem video này, chắc chắn bạn sẽ yêu thích thương hiệu Sava hơn. Và những phụ kiện anh Phương ở Lào mua để phục vụ đi chạy cùng với xe, đó là một chiếc mũ bảo hiểm, vâng, tên Rocky. Mũ này rất là khỏe khoắn và đẹp bạn nhé. Shop đang bán mũ này cũng giá khá nhiều. Vâng, mũ rất chất lượng nhưng mà giá rất là mềm. Một chiếc đèn hậu và một chiếc đèn chip rất nhỏ nhắn xinh xắn. Một bộ gọng bình nước và một chiếc đèn còi và đèn siêu sáng luôn. Đó. Rất là nhiều chế độ bạn nhá. Đấy, shop sẽ đóng cùng cái phụ kiện này cùng theo hàng để giao cho bạn của anh Phương. Vâng, chắc chắn anh Phương nhận được hàng thì cũng sẽ hài lòng với lại sản phẩm hàng xách tay từ Việt Nam sang Lào. Vâng, trước khi gửi cho anh Phương thì shop cũng sẽ mở hàng kiểm tra. Vâng, mời bạn cùng xem với mình luôn nhé. Đây là chiếc xe Power 680 bánh 27.5. Đây là model mới nhất hiện nay, đã được nâng cấp rất là nhiều. Đây, hàng nguyên thùng, nguyên tem, nguyên kiện như này. Anh Phương đã đặt chiếc màu ký cam và hộp phụ kiện của xe đấy ạ. Đây, xe được bọc rất chắc chắn gọn gàng như này bạn nhé. Đấy, đây hàng nhập về nguyên chiếc. Đó, nhập chính hãng luôn. Vâng, xe được đóng thùng rất là khít chắc chắn bạn nhé. Đây là chiếc xe đạp Power 680 bánh 27.5. Vâng, số 27.5 được ghi trên khung rất là cách điệu đây bạn nhé. Đó, màu đen cam pha ghi, có thể gọi là ghi cam cũng được. Vâng, giới thiệu với bạn về chiếc xe đạp này. Với model năm 2020 mới nhất này thì khung được sản xuất bằng sợi carbon của hãng Touray Nhật Bản với sợi carbon T800. Đó, sợi carbon này thì được dệt dày hơn, nhẹ hơn và cứng hơn bạn nhá. Có thể nói chiếc xe đạp này như là khung đúc đấy bạn ạ. Đó là một khung đúc nước sơn công nghệ ô tô rất là đẹp luôn. Đó. Hiện nay chiếc xe đạp Power 680.2 này, bánh 27.5 này đang được yêu chuộng toàn thế giới luôn. Ở Thái Lan cũng như ở Italia. Đấy. Rất là nhiều khách hàng yêu thích chiếc xe đạp này. Đó là về chiếc khung. Cái thứ hai về chiếc phuộc. Đây là một chiếc phuộc khí bạn nhá. Đây, bạn nhìn chữ I này. Đây là có một cái van bơm khí ở đây. Đấy. Đó, có thể mở đây. Và đặc biệt có cái khóa hành trình được điều khiển trên tay lái luôn bạn nhá. Một chiếc phuộc khí. Đó, một chiếc phuộc khí rất là đẳng cấp. Đặc biệt ở bộ truyền động của chiếc xe đạp này được sử dụng đồng bộ Group Shimano Deore M6000. Đó, ở group này đã được nâng cấp rất là nhiều so với những đời group Deore khác. Đây là group rất là cao. Đặc biệt nâng cấp có một cái khóa ở gạt lip hay được gọi là cùi đề. Đấy, khi bạn chạy ở đường cung đường sóc thì mình gạt cái khóa này lên thì không bao giờ là cái xích này nó độ nhảy thấp nhất, không bao giờ nó chạm tới khung này để đảm bảo cho xe vận hành rất là tốt.
và rất là nhiều tính năng ở bộ rúp này bạn nhé. Thì shop cũng sẽ giới thiệu cho bạn về chiếc xe đạp này ở một video riêng đó. Vâng, bạn chỉ cần yêu quý thương hiệu, yêu thích thương hiệu Sava thì đến với shop xe đạp thể thao vip.com, chắc chắn bạn sẽ có một sự lựa chọn đúng. Vâng, shop luôn đầy đủ màu, đầy đủ size. Vâng, thí dụ như là đây là size của bánh 26 bạn nhé. Đây là một chiếc xe đạp Power 680 bánh 26 này. Đó, shop cũng đã dựng sẵn lên, khách chuẩn bị đến lấy rồi. Tiện đây mình sẽ review cho bạn sơ qua về chiếc xe đạp này luôn. Đó, về cấu hình thì bộ truyền động phuộc cùng một hãng đùi đĩa, cùng hãng hai chiếc xe bánh 27,5 và bánh 26 thì sử dụng giống nhau, nhưng khác về lốp. Và lốp của bánh 26, nhưng mà lốp đây thì sử dụng lốp Michelin, một thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Những bạn nào mà đã đi xe ô tô mà lắp lốp Michelin này thì đi cực êm luôn, cực sướng luôn. Rồi, bây giờ shop sẽ đóng nhanh chiếc xe đạp này và gửi cho bạn anh Phương ở bên Lào để anh chuyển về bên Lào cho anh Phương. Rồi một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Bạn đừng quên đăng ký kênh vì shop sẽ đưa những thông tin, những sản phẩm mới nhất nhập từ châu Âu về để giới thiệu tới bạn. Và đặc biệt bạn đến với shop xe đạp thể thao vip.com, bạn sẽ chọn được chiếc xe đạp như ý bởi vì shop luôn sẵn hàng, luôn đầy đủ màu, đủ size bạn nhé. Rồi bạn đừng quên đăng ký kênh, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều video mới hơn. Một lần nữa chào tạm biệt và hẹn gặp lại.